gãy to lên à? Con game này thì sợ cái gì nhở? Dâm ba con game, cắt Mario bình thường thôi, không có gì phải sửa hết. Nhờ 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 xin cái tuổi, xin cái tuổi, xin cái tuổi, xin cái tuổi. Xin cái tuổi. Xin cái tuổi. Ôi. Ôi xịt chết. À không, không, chỗ này an toàn. An toàn, an toàn, an toàn, an toàn, an toàn, an toàn. Thấy chưa, ghêu, ghêu, ghêu. Biết ngay mà, có định. Nên nhảy lên nhá. Ờ, chỗ này, ờ. Tưởng cái gì, có một cái lỗ, cái này nhảy qua được, nhảy qua. Ờ. Sao lắm vàng thế? Thì có lỗ đây để chết ạ. À? Ơ kìa. Shush. Ouching. Ouching, mình nghĩ bạn lừa, bạn nghĩ bạn lừa được ai này thì gáy á, gáy tiếp, không sợ. Im im, chỗ này, chỗ này, chỗ này, như là chỗ này. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, hiểu không? Sao nhiều vàng thế? Thế này tôi cây ông làm game rồi đấy. Đằng nào cũng chết. Được rồi, mình xuống lỗ, mình xuống lỗ, mình biết. Không ai chết hai lần trên dòng sông Mai ơi. Ôi trời ơi. Từ. Từ. Ôi rồi, dễ, game dễ. Bây giờ, ta đi trên con đường mới phải. Game này gọi là game kỹ năng rồi, ban trò quá đỉnh, quá đỉnh, quá đỉnh. Ôi trời ơi. Ba con hầm. Nó đâu ra vậy? Sao đến cái đoạn này, cái game này nó kỳ cục thế nhở? Cay đấy nhở? Bực mình rồi đấy. Con gì kia? Không cần phải mở nhà con gà lên đây đâu. Im đi. Tôi biết là tôi chơi không giỏi rồi mà, không cần phải ấy thế. Bạn đi ra ngoài giúp mình. À! Quỷ nhà của chị dâu à? Nhỏ chị mình đấy. Khổ quá, thôi để mình chết. Ano hi no kanashimi sae, ano hi no kurashimi sae, sono subete wo